Kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Một lần nữa, Jimmy Thái xin cảm ơn sự quay lại của quý vị với chương trình Straight Talk với Jimmy Thái. Kính thưa quý vị, hôm nay có một cái vấn đề nó là khá sôi động tại cái quần hạt San Diego của chúng ta trong khoảng 10 ngày trở lại. Và Jimmy xin được cái cơ hội, nhân cái cơ hội này, xin tóm tắt cái sự kiện và chia sẻ với quý vị một vài cái điểm của Jimmy và hy vọng là mình có thể mời được quý vị tham gia cái buổi thảo luận về cái chương trình này. Thì trước khi mà mình coi là cái YouTube video khoảng chừng 2-3 phút thì Jimmy Thái xin tóm tắt sơ. Đây là một cái buổi họp kín của một cái Education Board, tức là một cái tổ chức của tất cả những người giáo dục tại cái quận hạt San Diego. Ở cái thành phố khá là gần cái thành phố San Diego của mình. Cái quần hạt San Diego của mình nó chia ra những cái điểm nhỏ nhỏ, và mỗi cái điểm nhỏ nhỏ như vậy thì nó có một cái người giám thị đứng đầu, như là San Diego Unified School District, San Diego hay là Poway hay là Escondido, thì là họ đều có những cái, nói chung là những cái quần đó thì sẽ có những cái phòng giáo dục riêng. Và đây là cái chuyện đang xảy ra tại cái phòng giáo dục của cái quận hạt San Diego, tức là gần cái nhà khu nhà cửa mình chị mới ở. Cái người superintendent, tức là người giám thị ở đó, là bà tiến sĩ Cheryl James Ward, là một người có cái bằng tiến sĩ về giáo dục, tức là education doctorate degree. Và trong một cái buổi họp về diversity, inclusion and equality, nói chung tức là về cái đa dạng, hòa nhập và bình đẳng, thì trong buổi họp đó có một thành viên nhìn vào cái biểu đồ của tất cả cái lượng học trò mà học kém, tức là học mà có điểm hạng D và hạng F, và của mọi cái sắc tộc, sắc dân học trò, thì có một cái người hỏi cái câu là tại sao mà học trò người gốc Á Châu, Asian American students, do rất là well, tức là học rất là khá, vì cái điểm mà các em bị điểm D và điểm F rất là ít so với những sắc dân tộc khác. Thì có cái người giám thị, tức người superintendent Dr. Cheryl Edward James, mới có một cái lời bình luận là vì những cái người gần đây trong cái khu của bà ở có những cái người Chinese, tức là những người sắc tộc và người Tàu dọn vào ở, mua nhà cửa rất là nhiều, bỏ 2 triệu đô la để mua những ngôi nhà, cho nên họ có tiền, họ có điều kiện, cho nên con cái họ học giỏi. Rồi có một cái người chủ tịch của cái hội đồng PTA, tức là Parent Teacher Association, thì cái tổ chức của những cái người cái tổ chức của giáo viên rồi cha mẹ học trò, thì có người đó nói là không phải đâu, tại vì người Á Châu cái bản chất của họ là họ rất là đặt nặng cái vấn đề giáo dục, và tất cả những cha mẹ họ rất là để ý tới việc con học của con cái của mình. Thì cái người giám thị, cái superintendent, cái cô Cheryl James Ward, thì lại nói là ồ, họ làm được tất cả những điều đó vì những cái người bản gốc người Á Châu họ có điều kiện và họ có thời giờ nhiều hơn là những người gốc người Latin hay là người Mexico, là người gốc Mỹ hay là người gốc Latin. Họ vì họ phải cha mẹ đều phải làm 2-3 job, cho nên họ cũng có thời giờ để mà để ý tới những chuyện học hành của con cái. Thì đó là cái background, là cái chuyện phía sau mà Jimmy xin kể tóm tắt. Và Jimmy sẽ để cho quý vị coi cái YouTube video khoảng chừng 2 phút này. Và sau đó thì Jimmy sẽ có những cái bình luận và có thể mời cái sự bình luận của quý vị. Mời quý vị theo dõi cái YouTube video. One of the things that obviously jumps at the bottom is that like the low end here, the ones that are doing better are Asians. Do we know why Asians do so well in school? Do we know why? I can tell you part of that reason. So here in San Diego, we have an influx of Asians from China. And the people who are able to make that journey are wealthy. You cannot come to America and buy a house for $2 million unless you have money. You cannot send kids and send them with a guardian unless you have money. So you're going to be getting kids who are most affluent and have the four capitals, which I call the emotional capital, the financial capital, the educational capital, and the social capital, coming here to the United States and coming specifically to our
area. I have to tell you, Dr. Wardis, I don't think that's correct. Is I did talk to the SAT coaches down at CCA and I asked them the very same question. You know what they said? They had their parents and both grandparents living with them. Correct. And they had such a positive environment. And money has nothing to do with them. Is that every day the parents are there to pick them up, they're having dinner with their parents. And she said it actually takes the drama out. None of those kids are dating. And so they're more family focused. And she said that support group, having the grandparents there and parents, she said it's so powerful. And I think so too. A family is just so powerful. And I don't think it's push back just a bit, President Muir, because when we look at socioeconomics, it plays a major role. If we look at where our kids live, in my community in Carmel Valley, I have not so much today, but up until a couple years ago, we had a large influx of Chinese families moving in sight unseen into our homes, into the community. And that requires money. The whole family comes, grandparents, parents, and the grandparents are there to support the kids at home. Whereas in some of our Latinx communities, they don't have that type of money. Parents are working two jobs. They're working from sunup to sundown. So you're correct that they are not having the same conversations because the parents aren't home. They have to work. So they're not having those conversations to the same degree, that you're just mentioning. Yes, exactly. I just talking about the Asian community. It's just that is I'm so thankful they do have their parents and grandparents at home. Yes. Yes. Okay. All right. So quý vị vừa xem cái YouTube video rồi, thì bây giờ đây là cái quan điểm của Jimmy. Jimmy hoàn toàn không có đồng ý với cái bà giám thị Cheryl James Ward, và đây là ba cái điểm chính mà Jimmy nêu ra là tại sao mà mình cảm thấy là cái cô tiến sĩ giáo dục này thật sự là không có sự hiểu biết rất là nhiều về cái cộng đồng người Á Châu. Thứ nhất á, là Jimmy nghĩ khi mà mình nói cái chữ Asian student, tức là học trò gốc Á Châu, mình không phải là cái đó là chỉ có những người gốc người Trung Quốc không, mà trong đó còn có người Việt, người Hàn Quốc, người Nhật và người Phi, tức là những cái sắc tộc khác. Đó là khi mà mình nói tới cái Asian American student thì mình phải nghĩ đó là một cái body của student mà nhiều hơn chỉ là những người người tàu không. Và cái điểm mà Jimmy muốn nhấn mạnh ở đây á, là vì cái phong tục tập quán của người Á Châu của mình đặt rất là nặng về giáo dục, và mình ngay cả từ nhỏ Jimmy đã bản thân của mình đã được học hỏi những cái triết lý của đạo Nho về ba cái mà mình gọi là quân sư phụ, đúng không? Tức là nếu là mình phải hồi xưa trước cái thời phong kiến, mình phải coi trọng vua, mình phải coi trọng thầy của mình, xong rồi mình phải coi trọng tới người bố của mình. Đó là cái quân sư phụ, và cái đó là cái triết lý đó nó thấm nhuần rất là nhiều để cho thấy là mình rất là đặt nặng vấn đề giáo dục rất là quan trọng, học hành bái một người làm sư phụ rất là quan trọng. Đó là cái value, đó là cái culture của cái gốc người Á Châu, và không phải là người Việt Nam, người Trung Hoa, mà chúng nghĩ người Hàn Quốc hay là người Nhật hay là người Ấn đều đặt vấn đề giáo dục. Cái thứ hai nữa là cái family support and cái parental involvement, tức là cái sự hỗ trợ của cha mẹ và cái sự của gia đình và cái sự hỗ trợ của cha mẹ trong vấn đề con cái. Chúng mình còn nhớ là khi hai đứa con mình còn nhỏ, thì dù mấy cháu mới có 3 tuổi, 4 tuổi và mới đi học preschool, tức là trước mẫu giáo, mầm non đó, là Jimmy đã đi volunteer cứ mỗi cách mỗi tuần như vậy. Mình nghĩ một ngày thứ sáu thì mình vào trong lớp học mình volunteer, mà mình tức là mình đi làm tình nguyện ở trong đó để mình giúp đỡ cô giáo và họ dạy cho mình cái cách dạy dỗ con cái. Khi mà mình volunteer như vậy thì Jimmy cũng học được khá là nhiều, tức là khi mình hướng dẫn cho con cái mình học thì mình hướng dẫn như thế nào, các em học xong thì mình phải cho các em chơi, hay là các em phải cất hết tất cả đồ chơi như thế nào, thì mình học được rất là nhiều từ cái sự volunteer, cái tình nguyện viên đi làm trong cái lớp học của con cái mình, và được học hỏi từ những cái thầy cô giáo đó. Và khi mà con gái lớn của Jimmy học lớp 1 là học lớp một giáo thôi, chứ phải lớp 1, lớp một giáo, khi mình Jimmy nghĩ cứ mỗi cách mỗi một cái thứ sáu như vậy cũng là đi tới đó để giúp cô giáo đó
chấm bài vở hay là đọc sách cho các em hay là làm tất cả những cái việc đó. Thì chị mới nghĩ là khi con của mình đã thấy mình rất là để ý tới việc học hành, cho dù là các cháu mới học preschool hay là kindergarten, tức là mầm non như vậy, hay là trước khi vào tiểu học, thì các em cũng biết là cái việc học rất là quan trọng đối với cái gia đình của mình, cho nên các em nó cũng để ý tới cái việc học nhiều hơn. Và cái điểm thứ ba nữa là chị mới nghĩ cái chuyện này nó khá là tế nhị, nhưng mà chị mới nghĩ ra thấy là trong vòng ba cái thập niên mà sống tại Mỹ này, chị mới nghĩ ra chị mới thấy cái này nó khá là chính xác. Tại vì cái bản chất của cái người gốc Á Châu của mình là mình nhỏ con, right? Mình nhỏ con, tức là mình không có được đô con hay mình không được khỏe như là những cái người gốc Phi hay là cái gốc Phi Châu hay là cái người da trắng. Cho nên khi mà mình không có cái khả năng chơi thể thao tốt như họ để mà mình có thể mình đi đại học như mình, chủ yếu mình muốn chơi để sau này mình thành professional athlete, tức là mình làm những cái người luật sĩ chuyên nghiệp để mà chơi bóng rổ hay là bóng giả cầu hay là bóng cà na, thì mình sẽ biết cái thân phận của mình và mình lo tập trung vào cái việc học nhiều hơn là cái vấn đề mà cứ lo đi trở thành athlete hay là trở thành movie star hay là trở thành rock star, right? Tức là những cái nghề gì mà đặt nặng về cái entertainment đó, cái nghề giải trí, thì hầu như là cái người học trò mà gốc Á Châu mình không có theo đuổi cái đó nhiều lắm. Và cái chuyện đó không phải là không hợp lý, tại vì trong suốt 30-40 năm rồi á, cái trong cái NFL, tức là cái giải cái đánh bóng cà na của Mỹ, NFL của football của Mỹ, nó chỉ có một cái anh người Mỹ gốc Việt là Đạt Nguyễn hồi trước đánh cho đội Dallas của cái đội bóng Cowboy, Dallas Cowboy. Còn sau này thì có một cái người gốc người Á Châu mà gốc Trung Hoa, đó là anh Linh đánh basketball, anh học từ Harvard ra mà đánh basketball cho một cái đội bóng cũng chỉ nổi tiếng được khoảng một năm, cho cái đội Houston Rockets, và cuối cùng rồi cũng không có được nổi tiếng lâu dài như là những người chơi thể dục thể thao khác. Thì đó là ba cái điểm chính mà Jim nghĩ là cái lý do tại sao mà tất cả học sinh gốc Á Châu mình học giỏi hơn và mình thành đạt hơn trong cái vấn đề học hành so với tất cả những cái sắc tộc khác. Khi mà có một cái người, nếu quý vị nghe cái clip, quý vị nghe một cái người khác trong cái văn phòng họp đó và nói là tôi nghĩ là không phải vì họ chỉ có tiền bạc không đâu, tôi nghĩ người học trò Á Châu nó giỏi vì có cha mẹ và có tất cả những người hỗ trợ, thì cái người giám thị Sarah James Edward lại có một cái lời phát biểu khác, đó là tại vì những cái cộng đồng khác, chẳng hạn như cộng đồng Mexico hay là cộng đồng của mấy người Latin, tức là mấy người Trung Mỹ hoặc là Nam Mỹ, họ không có điều kiện làm cái đó vì bố mẹ họ cũng phải đi làm rất là nhiều và họ không có thời giờ để ý cho con cái. Thì chúng mình cũng hoàn toàn không có đồng ý với cái quan điểm này, tại vì tất cả những cái người gốc Á Châu, cha mẹ cũng phải đi làm rất là nhiều, bản thân gia đình của mình vẫn phải đi làm, hai vợ chồng cũng phải đi làm, nhiều khi làm 2-3 job. Những cái người bạn của mình gốc Việt đi làm 2-3 job cũng là thường, ngay cả những người bạn gốc Trung Hoa hay là Ấn Độ hay là những cái người Việt gốc khác mà mình quen biết ở đây, họ vẫn có đi làm rất là nhiều, hai vợ chồng đi làm, nhưng mà họ vẫn để dành thời giờ đi làm để ý tới việc học của con cái mình. Cho nên nếu mà nói là chỉ vấn đề tại vì những cái người gốc Á Châu, cha mẹ gốc Á Châu có nhiều điều kiện hơn, có nhiều thời giờ hơn, thì mình hoàn toàn không có đồng ý. Mình vẫn phải làm rất là nhiều việc giống như mọi người khác thôi. Cho nên cái lời phát biểu của cái cô Cheryl cho mình hoàn toàn không có đồng ý. Như vậy thì đó là những cái điểm mà Jimmy nêu ra. Bản thân mình là cái chủ đề này đối với Jimmy nó khá là touchy, vậy nó rất là sensitive, tại vì mình đã trải qua quá nhiều, và nhất là quý vị biết là cái ngày 30 tháng 4 sắp tới, và cho cái cộng đồng người Việt của chúng ta có rất là nhiều người đã bỏ mình những cái lý tưởng tự do, và mình đã tới đây để mà mình lập lại cái cuộc sống mới, và mình tạo cái điều kiện mới cho con cái của mình. Cái người Việt, người Mỹ gốc Việt của chúng ta đã hy sinh rất là nhiều để mà có được những cái thành tựu ngày hôm nay, và để cho mình giúp cho con cái mình học nơi người, cho những cái quan niệm mà cho là tất cả những gì chúng ta có được hôm nay vì chúng ta có tiền, hay là chúng ta có điều kiện hơn những người bản xứ khác,
sắc tộc khác là Jimmy Hoàng và Công Công Lý. Tất cả những gì mà Jimmy để ý thấy là người Mỹ gốc Á Châu mà thành đạt được ngày hôm nay vì vì họ họ có cái văn hóa và họ có một cái culture và họ có một cái family value rất là quan trọng và mình để đặt nặng những vấn đề đó. Đó là cái những cái quan điểm mà Jimmy nghĩ là tại sao một con cái mình thành đạt, mà cái đó không phải là Jimmy nghĩ phải thấy từ cái gia đình của mình mà mình nghĩ thấy từ tất cả những người quen trong hàng xóm hay là bạn bè của mình. Như vậy thì có thể là Jimmy xin dừng cái chương trình tại đây và hy vọng là được lắng nghe những cái sự góp ý và những cái lời phát biểu và những cái quan điểm khác của quý vị. Tại vì trúng sai gì thì cũng thật sự không có cần thiết, không có quan trọng lắm. Nhưng mà Jimmy muốn biết được là quý vị nghĩ như thế nào cái sự thành công của người Việt gốc Á Châu hay là người người Mỹ gốc Á Châu hay là gốc Việt, là lý do tại sao mà mình thành công, và quý vị đã có những cái kinh nghiệm gì mà quý vị có thể chia sẻ để chúng ta cùng nhau học hỏi. Và cho quý vị biết là theo cái bầu của tất cả những cái người lãnh đạo của cái quần hạt này tối hôm qua, mới tối hôm qua thôi, thì cái cô giám thị Cheryl James Ward này, cô đang bị đình chỉ công việc, tức là người ta vẫn trả lương nhưng người ta cho cô không có có làm việc nữa, và cái quyết định mà có đuổi việc của cô hay không thì đó là quyết định mà nó sẽ come out, nó có thể người ta cho mình biết trong vòng thời gian ngắn sắp tới. Thì nếu mà quý vị có cái interest, có cái sự quan tâm thì Jimmy sẽ có một cái sự cập nhật trong những cái chương trình tới. Như vậy thì Jimmy xin dừng cái chương trình Straight Talk của Jimmy Thái hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình kỳ tiếp. Xin chào tạm biệt.